có những bạn hồi con là bố mẹ cậu đâu sao cậu không đi đồn, đồn con nói là bố mẹ đỡ bỏ nhau rồi, các bạn đừng buồn theo con. Mẹ nói là sau này con sẽ tự hiểu, chắc bạn con trở lớn nên con sẽ hiểu. Con nghĩ là chắc đã duyên phận bố mẹ không hợp cho nên bố mẹ mới bỏ nhau. Các bạn đi xe máy với xe đạp, con không có người đó, con thấy rất là mệt, nhưng con phải cố gắng đến trường sớm. Con nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng để cho bố vui. Con mong gia đình đoàn tụ vui vẻ hơn người gia đình khác. Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không.